Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc tiếp tục nhận được sự quan tâm và đánh giá cao từ giới chuyên gia, học giả Trung Quốc. Trong cuộc phỏng vấn dành cho phóng viên VOV tại Bắc Kinh, ông Dương Đan Trí, chuyên gia về các vấn đề quốc tế của Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc khẳng định, chuyến thăm đã thành công tốt đẹp và sẽ ảnh hưởng sâu rộng tới quan hệ giữa hai đảng, hai nước trong thời gian tới. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn. Là một chuyên gia đã nghiên cứu nhiều năm về Đông Nam Á, vậy thì ông đánh giá như thế nào về các cái kết quả đạt được trong chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ạ? Như chúng ta đều thấy, chuyến thăm đã thành công tốt đẹp. Trước hết, chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc phát huy tình hữu nghị truyền thống giữa Trung Quốc và Việt Nam, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ Trung-Việt trong thời đại mới, trong đó có việc thúc đẩy sự ổn định và phát triển của khu vực. Tôi cho rằng trong thời gian rất dài sắp tới, những kết quả này sẽ chỉ rõ phương hướng cho sự phát triển của quan hệ Trung-Việt, đưa quan hệ hai nước tiếp tục tiến lên phía trước. Vậy ông quan tâm những nội dung nào đề cập trong chuyến thăm và ông ấn tượng nhất với điều gì ạ? Trước hết, có thể thấy nội dung của tuyên bố chung lần này nhiều và phong phú hơn so với vài năm trước. Điều này cho thấy phạm vi nội dung hợp tác mà hai bên thảo luận đã mở rộng hơn. Các chủ đề hợp tác cũng phát triển theo hướng chuyên sâu và toàn diện hơn. Về kinh tế, Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Việt Nam cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong 10 nước ASEAN. Triển vọng hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước là rất lớn. Do vậy, tôi cũng rất quan tâm việc hai bên có những bước tiến và đột phá mới nào trong lĩnh vực này trong thời gian tới. Qua chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, có thể thấy hai bên đã đạt được đồng thuận mới về kinh tế xanh và kinh tế số. Điều này cho thấy Trung Quốc và Việt Nam đang tìm kiếm những điểm tăng trưởng mới trong hợp tác kinh tế. Ngoài ra, hợp tác về xây dựng cơ sở hạ tầng và thương mại điện tử cũng được đề cập trong tuyên bố chung này. Những lĩnh vực này đều mang màu sắc của thời đại, bởi hiện nay thương mại điện tử đang phát triển mạnh. Đây có thể là cơ hội phát triển rất tốt cho cả Trung Quốc và Việt Nam. Vậy thì theo ông, những kết quả của chuyến thăm sẽ tác động như thế nào đến sự phát triển của quan hệ giữa hai đảng và hai nước trong thời gian tới? Chuyến thăm này sẽ có tác động rất sâu rộng đến mối quan hệ hai đảng, hai nước Trung Quốc và Việt Nam trong tương lai. Chúng tôi thấy Đảng Cộng sản Việt Nam đang đẩy mạnh chống tham nhũng, Trung Quốc cũng chống tham nhũng. Tôi cho rằng việc trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau giữa hai đảng cầm quyền trong lĩnh vực này sẽ làm cho hai đảng ngày càng mạnh mẽ hơn, thực sự giữ vững được sự kiên định chiến lược khi đối mặt với rủi ro, thách thức trong tương lai. Đồng thời, hai bên có thể tăng cường hợp tác, trao đổi với nhau khi cùng nhau đối mặt với một số thách thức phức tạp. Tôi cho rằng điều này rất quan trọng đối với sự phát triển và lớn mạnh của hai bên và duy trì tính tiên tiến của mỗi đảng. Ngoài ra, đối với quan hệ hai nước, việc xây dựng đảng, tăng cường hợp tác giữa hai đảng cầm quyền sẽ giúp xử lý mối quan hệ giữa hai nước khoa học, lý tính và thành thục hơn. Đây chính là ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm này. Vâng, xin cảm ơn ông.